Xin kính chào quý bạn, tôi là một người Việt Nam và hôm nay thì thật sự tôi rất mong chờ có một ngày mình được đứng cạnh một mẫu xe này. Đó chính là VinFast Luxury SA phiên bản cao cấp nhất, vừa mới được ra mắt cách đây khoảng mấy ngày tại thị trường Việt Nam và đang có mặt tại công ty VinFast Thăng Long. Tổng thể của mẫu VinFast này thì tôi mời các bạn chúng ta di chuyển một vòng quanh xe đi. Tổng thể của chiếc VinFast này thì được phát triển trên khung mẫu, khung gầm động cơ cũng như là tất cả các chi tiết thiết bị mà liên quan đến mẫu xe BMW X5 nổi tiếng trước đây. Thì chiếc xe VinFast SA này có giá bán có thể nói là khá cao sau khi mà đã giảm trừ các chi phí khuyến mại cũng như là trợ giá. Chiếc xe này thì được VinFast công bố với mức giá bản cao cấp nhất rơi vào khoảng 1,7 tỷ đồng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút chiếc VinFast Luxury này nó có cái gì đặc biệt. Xin mời các bạn. Tổng thể về kích thước của xe thì chiếc xe này dài tới xấp xỉ 5m, 4920mm, đó là kích thước tiêu chuẩn và đây là một mẫu xe 5+2. Ở Việt Nam thì có một số mẫu xe 5+2 nổi tiếng, ví dụ như là Hyundai Santa Fe hoặc là Honda CR-V bán rất chạy hiện nay. Và VinFast cũng sẽ là một đối thủ rất là xứng tầm. Mặc dù có lẽ ở cả về thiết bị, công nghệ cũng như là giá bán thì VinFast nó cao cấp hơn khá nhiều so với các đối thủ còn lại. Đây, chúng ta đi một vòng, sau đó thì tôi sẽ mời các bạn quay trở lại về phần đầu xe để tìm hiểu một trong những cái phần mà tôi yêu thích nhất, đó chính là cái phần toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc VinFast này. Trước mắt chúng ta là phần đầu xe của chiếc VinFast này. Như các bạn đã quan sát thấy, điểm ấn tượng đầu tiên đó chính là logo VinFast. Tiếp đó này, toàn bộ hai cái dải đèn này chúng ta kéo dài suốt từ logo ra đến hết phần cạnh của xe này. Một dải đèn LED rất là mảnh. Và hiện tại tôi có thể khẳng định luôn, tại Việt Nam thì duy nhất VinFast này có lẽ là chiếc xe có thể định hình trong bóng tối tốt nhất. Từ rất xa các bạn cũng đã thể quan sát và nhận biết rằng đây chính là chiếc xe VinFast nhờ bộ đèn này. Ở phía dưới chúng ta sẽ có những cái thanh của cái mặt ca lăng này được tạo hình giống như lấy cảm hứng từ những cái ruộng bậc thang. Và đây chính là logo cách điệu VinFast. Ở các chi tiết còn lại, ví dụ như toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đây, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng này thì đều là sử dụng đèn full LED hết. Chúng ta sẽ có tới 8 cảm biến. Ở đây này các bạn này, đây là vị trí mà nhiều người thắc mắc nhất. Đây, đèn sương mù thì sẽ đặt tại vị trí thấp nhất như thế này. Đó. Ngoài ra thì có một điều rất đáng nói về cái phần đầu xe này, đó là ở đây chúng ta có sẵn một cái cam 360. Đó. Camera 360 độ quanh xe cũng đã được trang bị trên mẫu xe này. Cùng với đó này, nó có một cái điểm mà tôi thấy rất hay, đó là bằng mắt thường thôi thì tôi cũng có thể nhận thấy được cái vùng hấp thụ xung lực, tức là khoảng cách từ phía đầu xe cho đến cái phần két nước nó rất là xa, nó rơi vào cỡ áng chừng cũng phải tầm 50-60 cm. Thì điều này thật sự nó có rất nhiều cái hay. Thứ nhất là nó làm cho cái khoang động cơ này nó cảm giác nó bề thế hơn. Cái thứ hai là khi mà xảy ra va chạm, đặc biệt với những người đi bộ với đi xe đạp, những phương tiện thô sơ, thì chính cái vùng hấp thụ xung lực lớn như thế này, nó có khoảng cách lớn như này, nó sẽ ít gây nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái phương tiện bị va chạm. Cùng với đó thì như các bạn đã biết là với một cái khoảng cách xa như thế này này, thì rất khó để có thể tạo những cái tác động mà dẫn đến việc va chạm két nước hoặc là vào đến khung gầm chassis. Đó chính là phần tổng thể của phần đầu xe. Đây thì tôi mời các bạn chúng ta qua một chút về cái phần thân xe. Ở phần thân xe này, thật sự là ở cái vị trí này thì chúng ta thấy chiếc VinFast này nó thật sự là bề thế. Nó không đơn thuần như một chiếc xe 5+2 thông thường nữa. Ở đây nó có một số điểm nhấn, ví dụ như này. Phần gương chiếu hậu này thì chúng ta sẽ được tích hợp xi nhan trên gương này, chỉnh điện, cụp điện, và đặc biệt là nó sẽ tự động điều chỉnh khi mà chúng ta cài số lùi. Cùng với đó là cam 360 cũng đã được tích hợp sẵn ở hai vị trí tay gương này. Có một điều đáng nói một chút về cái phần la răng của mẫu xe VinFast này. Thì như các bạn đã quan sát này, ở phiên bản cao cấp nhất này chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ la răng 20 inch, trong khi đó ở phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ là 19 inch. Và có một chút ít đáng nói về cái phần thông số lốp này. Ở lốp phía trước ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lốp thông số là 275/40R20. Tuy nhiên thì ở cái vị trí đây, ở vị trí bánh sau này, chúng ta lại có một cái lốp nó lớn hơn lốp trước. Lớn ở đây á, có nghĩa là lớn về cái bề mặt của lốp này này.
Ở cái thông số này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lốp là 315 35R20 đó. Điều này thì nó giúp cho chiếc xe có khả năng bám đường tốt hơn. Cùng với đó này, có một điều rất đáng nói về cái hệ thống treo thì chiếc VinFast này ở phía trước là hệ thống treo độc lập lò xo, và phía sau này chúng ta sẽ có một hệ thống người ta gọi là giảm khí nén, nó cũng tương tự như cái hệ thống giảm xóc bóng hơi ấy. Thì điều này nó sẽ dẫn đến việc là chiếc xe nó rất là ổn định, giảm xóc rất là tốt, và đặc biệt là khi mà hành khách ngồi ở vị trí hàng ghế thứ ba sẽ không bị xóc nhiều như là trên những chiếc xe 5.2 thông thường khác. Riêng ở cái công nghệ khí nén phía sau này thì có lẽ là cũng là một phần mà nó dẫn đến cái việc giá xe của chiếc VinFast này khá là cao. Còn đây là toàn bộ cái phần phía sau, cũng giống như phía trước ấy, thì chính giữa chúng ta sẽ có một cái logo VinFast rất là điệu đà, bóng bẩy, mãnh liệt tinh thần Việt. Và đây có hai cái dải đèn LED như thế này, nó kéo dài xuyên suốt từ logo ra đến hết phần cụm đèn. Toàn bộ các chi tiết còn lại đều hoàn toàn là full LED hết. Đèn sau này cũng là một điểm rất là đẹp khi mà chúng ta quan sát chiếc xe VinFast này. VinFast, đây là ký hiệu phiên bản Luxury SA 2.0 Turbo. Và đáng chú ý này, ở phần phía sau này chúng ta cũng sẽ có một cái camera lùi luôn. Nhưng mà camera lùi này nó ở vị trí khá là thấp. Cùng với đó chúng ta sẽ có hai cảm biến lùi này, hai cảm biến góc, và thậm chí cả hai cảm biến bên hông ở vị trí bên này. Đó. Ở phần cốp sau này chúng ta có một cái công nghệ mới, đó chính là công nghệ đá cốp này. Ở phần cốp này thì chúng ta có thêm một cái công nghệ đá cốp, cùng với đó là cốp điện này. Tôi ngó qua một chút này, đây là vị trí của hàng ghế thứ 3 mà sau khi đã gập ghế lại. Đây. Ở vị trí cái khoang chứa đồ này thì nó có một điểm hơi khác biệt so với các mẫu xe khác trên thị trường. Ở đây chúng ta có sẵn một cái keo sửa chữa lốp tạm thời này, bơm này. Như vậy là chiếc xe Luxury SA này chúng ta sẽ không được trang bị lốp dự phòng các bạn nhé. Chúng ta chỉ có thể tự sửa chữa dựa trên những cái lốp mà đang có sẵn thôi. Điều này thì nó cũng rất là hay, nhưng mà chắc chắn là có những thời điểm nó cũng sẽ rất là bất tiện. Rồi, ok, đó là tổng thể về toàn bộ cái thiết kế bên ngoài. Bây giờ thì tôi mời các bạn chúng ta vào trong khoang cabin để cảm nhận xem cái mẫu VinFast này có cái gì đặc biệt.